Chào các bạn, hôm nay mình lại tiếp tục đến một cái bài chung. Bài này thì mình nghĩ là khó, theo bản thân mình nghĩ là phân tích nó cũng không phải là dễ dàng gì. Tuy nhiên là mình sẽ cùng học và phân tích xem là cái việc mà mình nắm được những cái điều gì thông qua cái bài đọc này nhé. Chúng mình nhớ làm trước khi check đáp án nha. Josecinado ni <laughs> ga mình, cái dấu chấm ở đây là hình như là mình bị đánh máy sai nhé các bạn cái này nó sẽ liên kết luôn với cái di bưng sagasi ở đây này trong cái phần uh, mình gửi bài cho các bạn ấy thì nó không có cái dấu chấm này đâu là mình sẽ dịch cả cái câu này từ cuối lên là cái cách nói vòng vo kiểu là uh, tìm hiểu về chính bản thân mình mà được sử dụng một cách thường xuyên ở trong các cái cuốn tạp chí về nữ giới ấy. thì nigate đã thì cái cách nói đây tôi, tôi không thích đúng không cái từ nigate ở đây là kiểu nó bằng với cái ý là một nghĩa đầu tiên là tôi kém cái nọ tôi kém cái kia hoặc là một cái nghĩa nữa mình cũng có thể dịch là tôi không thích cái cách nói vòng vo như thế. Sky kata tostewa yu bung sakasino tabini de rurun te iu no ga teban daga iede ni no sozakusanaing dakkarene dakkarene đúng không là cái bởi vì rằng là đúng không bởi vì rằng là cái sky kata là cái cách sử dụng Uh, thì người ta thường hay nói một cái câu nói điển hình cái t băng ở đây là bằng với daihito kinamono là một cái câu nói điển hình là uh, đi ra ngoài các cái chuyến đi hoặc là tham gia các cái chuyến đi tìm hiểu về chính bản thân mình ấy có là trong cái cách sử dụng của cái di sagasi này thì cái cách nói điển hình là người ta hay nói với cái câu như thế này à, nhưng mà uh, so sắc già này đã có nhưng mà đây lại không phải là cái đây lại không phải là thì đây nó là cái gì là cái di sagasi này này đúng là cái việc mà tìm kiếm bản thân ấy nó không phải là một cái việc mà tìm kiếm uh, của những cái người uh, bên ngoài Kagami demo mireba shokoni anata wa yo to iami no hitotsu mo itaku naru Cái iami ở đây là cái phần giải thích ở bên dưới nó có ghi là bằng hi là bằng mỉa mai này à, Tiếp đến là à, Kagami demo mireba là chỉ cần nhìn vào trong gương ấy Thì sokoni là ở đó là ở trong gương ấy thì là cũng có bạn đấy Iyami là lời mỉa mai Còn no hitotsu là một trong những cái lời mỉa mai Mo itaku naru là tôi muốn nói một trong những cái lời mỉa mai Đó là bạn chỉ cần nhìn vào trong gương thôi Thì là có bạn ở đấy đấy hidai shita kai kaburi ga ki Nói như thế nào nhỉ? Nan tiêu có là để giải thích cho cái câu ở phía đằng trên của người ta nói ấy. Hay có nghĩa rằng là jibun enohidai kai kai kaburi là cái uh, kai kaburi ở đây là đánh giá cao hơn uh, mức thực tế là ki hazukashi ở đây là xấu uh, hổ đúng không đáng xấu hổ uh, nghĩa rằng là sẽ rất là đáng xấu hổ với cái việc là uh, đánh giá quá cao ngọng đánh giá quá cao quá mức uh, về về bản thân mình cái từ hi ở đây là uh, đánh giá rất là lớn này đúng không còn kai Kapuri ở đây là kiểu đánh giá một cách um, cao quá hơn với cái thực tế jibun sagashi hito wa những cái người mà đi tìm về bản thân ấy thì imanu jibun á no sugata de wa nai to tế tự họ đang nghĩ rằng là uh, bản thân của mình hiện tại không phải là cái hình ảnh của mình vốn có dakara Betinozibungohishide sự chính vì vậy cho nên là họ đi tìm một cách rất là miệt mài một cái bản thân khác sagasite được gì mà cái bản thân mà mình đang tìm kiếm đấy moto stekide ikikito ste ni fureta cô sự Nano de aro và phải chăng là cái hình ảnh của bản thân mà mình đang tìm kiếm đấy nó là một cái nhân vật mà mình yêu thích tràn đầy yêu thích về trí tuệ này và tuyệt vời hơn này rồi ikikitoster được là cái trí tuệ rất là kiểu là sống động này đúng không rất là iki là kiểu sống động sôi nổi rồi rất là tuyệt vời hơn nữa có nghĩa là bản thân mình câu này là câu chủ ngữ nha các bạn di bương mắc Uh, nano de a hay là nano de a Vậy là A là B, đó là cái bản thân mà mình đang tìm kiếm là một cái nhân vật mà mình tràn ngập yêu thích về cái kiến thức, về trí tuệ mà rất là tinh thông này, đúng không? Rồi rất là tuyệt vời. So, ste jibun sagashi ni kemena na hitobito wa tabi ni dai hiyo sareru kankyo no henka ga nanika gekiteki na kagaku hanno demo okoste kureru to shinji và những cái người mà uh, gọi là gì miệt mài đi tìm về bản thân ấy thì làm sao thì họ tin rằng là họ tin rằng là cái hên cả cái chủ ngữ con của mình ở trong này là là cái sự thay đổi về môi trường uh, được đại biểu là những cái chuyến đi du lịch ấy cái tabinidaihyosare rượu ở đây nó sẽ bổ nghĩa cho cái từ kankyo này nên mình sẽ hiểu là cái cụm danh từ của mình ở đây là cái sự thay đổi về mặt môi trường hay chính là cái uh, sự thay đổi uh, về mặt môi trường mà đại diện của môi trường ở đây nó chính là các cái chuyến đi ấy. nó sẽ đây rượu là sẽ đem lại những cái uh, đem lại cho mình các cái phản ứng đúng không uh, các cái phản ứng mang tính uh, khoa học đầy kịch tính nào đó đúng không? Và mata cự omedetai và nó hoàn toàn là một cái điều rất là đáng quý. Thì khi mà đọc một cái câu như thế này mình sẽ thấy nó chia ra làm ba cái mạch rất là rõ ràng. Đầu tiên là mình phải đi tìm chủ ngữ rồi, sau đó là mình nhìn xuống cuối câu, sau đó là mình nhìn vào cái giữa câu và mình lại thấy một cái cụm chủ ngữ con và một cái động từ con ở bên trong này. Thì khi mà mình nhìn theo cái từng cụm từng cụm như thế, cắt lớp như thế thì nó sẽ rất là nhanh, các bạn sẽ dịch một cách rất là trôi chảy luôn là cái người mà đang tìm kiếm đấy thì tin rằng là như thế nào đấy tin cái gì thì là cái gã ở đây nó trả là chúng con và cái oko ở đây là cái vị ngữ con nên là mình cứ dịch như thế theo từng cụm như thế mình thấy cũng khá là ổn bây giờ quên mất là cái phần đáp án của mình với cái câu đầu tiên ấy là tác giả không thích cái cách nói vòng vo di sakashi thì tại sao mà tác giả lại không thích thì ở đây mình sẽ thấy là à, bởi vì là ở trong cái phần câu đỏ đỏ này đúng không bởi vì rằng là cái việc mà mình đi ra ngoài các cái chuyến đi để mà tìm kiếm bản thân ấy thì thường hay được dùng nhưng mà nó lại không phải là sự tìm kiếm của à, những cái người ở phía bên ngoài bởi vì rằng là tôi muốn nói Một cái câu nói mỉa mai là uh, Bạn nhìn vào trong gương thì là thấy bạn ở đây đấy Đúng không? Thì mình sẽ Thấy rằng là khi mà đọc 1, 2, 3, 4 Ở đây thì lúc đầu nhá Mình cứ đi tìm cái phần uh, đỏ đỏ ở đây Tại vì nó có cái Karane ở đây Thì chắc chắn là dê thì nó sẽ nằm Ở cái Kara này đúng không? Nhưng mà khi mà đọc cái 1, 2, 3, 4 Thì không có cái ý nào nó nói về Cái ý của cái phần đỏ đỏ này cả Thế là mình phải đi đọc thêm một chút hai ba cái câu nữa thì mình thấy rằng là ý của cái Cỡ mấy câu phía sau nó nói rằng là bạn chỉ cần nhìn vào bạn trong gương thôi thì là có bạn ở đấy rồi à, và à, thật là đáng xấu hổ nếu như mà mình cứ đi đánh giá quá cao về bản thân mình rồi à, cái cái người mà đi tìm kiếm về bản thân mình ấy thì à, nghĩ rằng là cho rằng là bản thân mình của hiện tại không phải là cái hình ảnh của mình vốn có, vốn dĩ mình có à, và đi miệt mài đi tìm một cái bản thân mình khác và cái bản thân mà mình đi tìm đấy thì nó là là một mình nghĩ rằng là một cái nhân vật gọi là rất là yêu thích một cái nhân vật có cái kiến thức rất là ikiki một cái nhân vật mà có cái kiến thức rất là tuyệt vời đấy nên là đáp án của mình nó nắm ở cái đoạn ở phía sau đấy bây giờ mình sẽ loại dần này zubun sakasino tabi ni de ru to yu hiogen wa pokute kirai dakara là tại sao mà lại không thích bởi vì rằng là uh, rất là khinh bỉ đúng không hay còn gọi là rất là mỉa mai cái cách nói rằng là đi ra ngoài các cái chuyến đi để mà tìm kiếm về bản thân và không thích cái điều đấy nhưng mà cái iami nó phải nằm ở cái câu này cơ iami nó phải nằm ở cái chỗ là kagami de mi để bà suzuki anata wa imasio thì nó mới là cái lời mỉa mai ở trong cái câu này nên là cái mỉa mai ở trong cái câu gạch trong ngoặc này là bị sai này tiếp đến là jibun sakashi được kemme ni naru to ga gekiteki ni henka shite shimau kamo serenai kara khi mà mình miệt mài tìm kiếm về bản thân thì có thể mình sẽ uh, chuyển hóa bản thân mình một cách kịch tính thì cái này bị sai hoàn toàn không nói tới câu ba là gì mô tổ stekina hong rai no jibun ngộ sagaso to yu hatsu ga kofuku maneku to wa Kagiranai cả là Cái đoạn mà cô phức của Omane cự này không có này Kagiranai này cũng không có này Nên câu, câu này là bị sai Câu 4 là gì Zibun wa moto subarashi hazuda. te Ki kara Bởi rất là xấu hổ vì cái điểm là tin rằng là bản thân mình là còn tuyệt vời hơn nữa thì đáp án của mình nó chính là cái cái số 4 này đấy đúng không là Uh, cảm thấy rất là xấu hổ vì là tin rằng là bản thân mình chắc chắn là phải còn tuyệt vời hơn nữa nó chính là cái ý nằm ở cái đoạn uh, tiếp theo này câu số 2 là gì mataku omedetai toa durga omedetai noa darika matawa nanika thì ở đây người ta đang hỏi là ai là cái người mà omedetai và omedetai cái gì thì nó chính là câu hỏi về chủ ngữ bây giờ mình sẽ xem này một là tác giả hai là những cái người mà tìm kiếm rất là miệt mài về bản thân ba là cái sự thay đổi về văn hóa biến đổi văn về văn hóa bốn là xảy ra các cái phản ứng hóa học à, sự thay đổi biến hóa về môi trường sẽ mang lại những cái thay đổi mang tính chất à, hóa học thì bây giờ mình sẽ đi tìm xem là chủ ngữ đó là ai nhé cái đoạn mặt tác cựu omedeta ở đây nó nằm ở cái câu đằng trước rồi là rất là Uh, đáng chúc mừng cho những cái người mà chủ ngữ ở câu trên có là các câu gần nhau thì chủ ngữ sẽ giống nhau thôi nên cái mặt đắc, mặt tắc cỡ mê đê đây nó sẽ đi cùng với cái chủ ngữ ở phía đằng trước đây là những cái người mà miệt mài đi tìm kiếm về bản thân mình và thì là họ tin và cái việc là sự thay đổi về môi trường nó sẽ đem lại các cái phản ứng về hóa học kịch tính nào đấy thì thì là cũng rất là chúc mừng nên là đáp án của mình nó chính là cái số 2 đây là những cái người mà miệt mài đi tìm kiếm về bản thân mình nên là cái công thức là các câu gần nhau chủ ngữ giống nhau này nó sẽ dùng xuyên suốt cho cả N2 và N1 luôn. Câu 10 là Gibung mega kiêu megutte hisa ga nobete nanika. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp để trả lời câu hỏi này. Dì bưng xa gà xì nộ rùi dì bưng mì gà Cái từ cùng loại Đúng không? Cái rùi hin ở đây là cái từ cùng loại Với cái từ là cụm là dì bưng xa Nó chính là dì bưng Migaki Mài rũa bản thân Yô sư rử nị Cô rệ Ác xê xà rì Tế yu kô tô đê nai đà hay nói tóm lại thì đây không phải là Kore ở đây nó sẽ đi với Koto đế hoạn này là đồ đây không phải là uh, sự mong muốn, Hoshi tệ có là không không phải là cái việc là mong muốn cái kiến thức uh, giống như kiểu là một cái vật uh, trang sức đúng không? Uh, daro soi accesaris oh hoshigaru nante tố mộ tôi cho rằng là cái việc mà mình mọi người muốn đúng không mình sẽ thấy là hoshigaru ở đây là chỉ về cái đối tượng thứ ba là mọi người hoặc là người khác mọi người, tất cả mọi người đều mong muốn một cái vật uh, kiểu trang sức kiểu như vậy uh, là một cái điều rất là hình, đó là một cái điều mà rất là không tinh tế Jibung Migaki sáng tachi ba chiseo erutameni để mà có được cái kiến thức thì những cái người mà Jibung Migaki đấy mà rũ bản thân đấy thì sẽ làm sao Dấu phẩy số 2 này Hajimari là bắt đầu từ những cái tê băng Là những cái uh, thứ rất là tiêu biểu uh, Ví dụ như là uh, Otemai ở đây là đối tượng này Những cái người mà uh, cùng uống trà với mình Hoặc là các cái câu chuyện về tiếng Anh Ekaiwa là hội thoại bằng tiếng Anh này uh, Yare Opera de Kabuki da Wine da to Narai goto ni, Teo da sự Rồi bắt tay Teo da sự đây là bắt tay vào các cái narai goto là những cái uh, thứ hoặc là những cái uh, tìm hiểu như là uh, rượu vang này ở đây mình sẽ thấy cấu trúc là đà và đà tố uh, các cái uh, việc học tập như là nào là kabuki này nào là rượu vang này nào là opera này đúng không yare ở đây là nghĩa là đặc biệt là nhé các bạn nó bằng với tập quý lý thôi đặc biệt là opera rồi gì gì đó à, các cái Naragoto là các cái chuyện học thêm như vậy à, Naragoto ở đây mình sẽ nếu như mà ai mà hay dịch về giáo dục ấy, thì sẽ thấy Naragoto người ta dùng là các cái việc học thêm như là sau khi đi học về thì sẽ có Naragoto là học piano này, học đàn này, học lập trình này, hoặc là học vẽ này thì tất cả những cái đấy nó gọi là Naragoto hết dô hô bakari input to shite cái việc đấy nó sẽ hoàn toàn sai lệch với lại cái kiến thức đúng không? Cái việc mà mình chỉ có toàn input tội là input vào những cái thông tin thôi thì nó hoàn toàn khác với cái kiến thức input input to sareta zo o ni ta shite sibun nari no han o mochi zōhon o sōka shite koso sho hajimete sore ga chisei ni naru no nai ka À, cái phải chăng là gì là Zibung Nadi ở đây là với cái phong cách của mình à, là chính mình đấy còn Hano ở đây là những cái phản ứng của chính mình có là chỉ có mình mới có ấy, thì nó sẽ là jibunadi à, có những cái cách phản ứng của riêng mình này đối với những cái thông tin mà đã được input vào này rồi chính từ cái việc là mình tiêu hóa những cái thông tin đấy cái từ sộ Hajimete, đây là cấu trúc ngữ pháp chỉ khi mà mình bắt đầu tiêu hóa những cái thông tin đấy thì cái việc đó mới trở thành các cái kiến thức hoặc là các cái tri thức nô no, đấy bạn ai cả là phải chăng là như vậy hay là tác giả đang suy nghĩ là như thế nên là cái dương bưng migaki ở đây nó chính là cái ý của cái đoạn cuối này đúng không là cái việc mà mai rũ bản thân ấy thì nó cũng giống như là tìm kiếm về bản thân mình ấy hay nói tóm lại là mình sẽ phải làm sao nó nằm ở cái đoạn cuối này này mình sẽ phải uh, học về các cái T băng là những cái điều rất là đại đại biểu tiêu biểu, sau đó là mình sẽ bắt tay và học thêm những cái A cái B cái C, rồi không chỉ input mà mình sẽ phải làm sao? Mình sẽ phải có cái phản ứng của chính mình cho những cái thông tin input đấy, rồi tiêu hóa cái thông tin thì nó mới là cái cái quan trọng. Thì nội dung của cái ờ uh, của cái đoạn này nó là như thế, nhưng mà mình sẽ thấy cái phần câu trả lời của mình ở đây nhá thì nó nó không hầu như là nó không ăn nhập lắm. Với cái nội dung đó nên là mình sẽ phải đọc kỹ câu hỏi này Là xung quanh cái từ, cái cụm từ là Jibun Migaki đấy Thì tác giả, uh, cái thứ mà tác giả đang mô tả nó là cái gì Thì trong cái bài này chúng ta sẽ cần phải liên kết và tổng hợp ý của cả bà lại với nhau Cái đoạn đầu tiên người ta đang nói về cái việc là Jibun uh, Sakashi đi tìm chính mình uh, Ở những cái buổi uh, tabi Uh, những cái chuyến du lịch ở bên ngoài ấy, thì tác giả đang không đồng tình với cái việc đấy bởi vì rằng là cái việc mà đi tìm ở bên ngoài, đi ra các cái chuyến du lịch uh, để hướng về những cái người ở bên ngoài ấy, thì nó không phải là một cái cách để mà tìm kiếm bản thân mình uh, Hầu như tất cả mọi người đều đang đi tìm một cách miệt mài uh, những cái mà uh, nghĩ rằng là đấy là cái hình, hình ảnh của bản thân nhưng mà thực sự là là không phải đúng không? và người ta cũng đang so sánh Jibun Sagashi với một cái từ khác là Jibun Migaki hay nói tóm lại là cái Jibun Migaki đấy nó chỉ đơn giản nó là một cái accessory thôi và nó như kiểu là một cái vật trang trí ở bên ngoài thôi chứ nó không phải là cái cái mà, mà đi tìm mà kiếm bản thân mình thật những cái người mà Jibun thì cũng tương tự như là những cái người mà đi tìm kiếm về chính mình ấy Họ sẽ cần phải thực hiện A, thực hiện B, thực hiện C, thực hiện D đúng không? Và phải đi uh, tiêu hóa những cái thông tin đấy, những cái điều mà mình cần làm, những cái input đấy Để mà có thể biến nó thành của mình thì nó mới là cái cách đúng nên là đáp án của mình ở đây nó mới là một Là cái nội dung mà tác giả đang muốn nói ở đây Về cái Jibung Migaki hay chính là Jibung Sakashi Đó là đi phê phán họ Họ đang đi tìm những cái thứ ở bên ngoài Giống như kiểu là những cái vật trang trí Và đó là cái đáp án số 1 còn cái cho sộ với cái tan sộ này thì không có rồi Không kể nói về điểm yếu hoặc điểm mạnh gì cả Cũng không nói về cái phương pháp tốt hơn để mà Jibun Migaki mà cũng không nói về cái lý do mà những cái người phụ nữ mà thích cái Jibun Migaki này nên đáp án của mình nó chỉ có một thôi bài này thì theo mình thì nó sẽ hơi khó tại vì là cái nội dung của bài cũng như là cái phần đáp án của mình ấy mình cần phải đi qua một cái bước gọi là logic và lập luận và tìm ra được những cái ý nhỏ nhỏ ở trong bài để mà tìm cái đáp án đặc biệt là cái câu cuối này lại thì là mình sẽ À, học được cái cách là các câu gần nhau thì chúng cũng giống nhau này còn cái di vương migasi ở đây là tại sao thì đúng là tại sao là karane đúng thật là như vậy nhưng mà nếu như mà trong cái đáp án của mình chẳng có cái ý nào để nói về cái đỏ đỏ này cả thì mình đi tìm đọc tiếp cái đoạn sau một chút nữa thì nó sẽ ra được cái ý của cái câu số 8 là đáp án số 4 đúng không là kihazukashi về cái việc là bản thân mình là chắc chắn là mình còn tốt hơn nữa nên là tác giả đang không thích cái cách nói đấy tiếp đấy là cái từ nigate này cũng là một cái hin tội này nhiều bạn thì cũng chỉ nghĩ là cái nigate nó chỉ đơn giản là uh, tôi không giỏi tiếng anh rồi uh, tôi rất là kém cái điểm nọ điểm kia nhưng mà nó còn có nghĩa là kirai nữa là không thích nữa thì mọi người nhớ thêm cái cách diễn đạt đó nhé hẹn gặp lại các bạn vào buổi tiếp theo nha